làng hương quê tôi những tấm lòng nhân ái chân thành. Qua cầu Gò Dầu này chúng ta tiếp tục đi khoảng chừng 10 cây số nữa thì chúng ta sẽ tới cửa khẩu Mộc Bài. Tình nghĩa bên nhau chiếc nồi nung sớm chiều còn đây, những bàn tay vất vả là sẽ gặp một ngã tư. Nhìn mây bay theo khói, nếu ở tại ngã tư này nếu chúng ta để tay phải thì chúng ta sẽ đi vào chiếc bến cầu, tôi và nếu để tay trái thì chúng ta sẽ đi vào đường tỉnh 786. Từ lúc hoa sơ đến nay thành hoa nơi rừng trơn, làm chỗ nương thân gái cùng trai giữ gìn làng quê, chữ tình yêu nhớ mãi câu thề kề vai nhau sống kiếp cơ cầu. Hỏi ai có tìm về làng xưa thân thiết biết bao, đẹp sao nghĩa tình thank you.
lối về mai thì thùm lấy gai khi ra mai chiều và tháng đến cầu tuồng có một nỗi đau côi nhút nhau không gian bên trong tháp nhỏ thờ biểu tượng sinh thực khí Linga và Jolly. Kiến trúc phía trước tầng trên mái nhìn từ bên trong tháp với những viên gạch được xây theo hình vuông chạm lại ở đỉnh tháp. Ngoài tháp Bình Thạnh, ở Tây Ninh còn có tháp Chót Mạc, là hai đền tháp còn nguyên vẹn của nền văn hóa ốc eo. Tháp được trùng tu lớn vào năm 1998. Dù vậy, công trình này vẫn còn thiếu nhiều chỗ bị hư hỏng, gạch bong chóc và bị ăn mòn. Kỹ thuật xây cái tháp cổ Bình Thạnh này nó cũng giống như các ngọn tháp của thuộc văn hóa ốc eo của người Chăm ở miền Trung. Tuy nhiên, đến thời điểm này người ta vẫn chưa, các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được cái chất kết dính từ cái những cái viên gạch nung này lại với nhau. Vẫn chưa có lời giải là chất gì đã kết dính các viên gạch này lại với nhau. Đó là một cái câu trả lời mà hiện nay các nhà khoa học chưa giải thích được. Tổng thể kiến trúc tháp cổ Bình Thạnh bao gồm 3 tháp chính. Tuy nhiên, chỉ còn lại một tháp là còn nguyên vẹn, được trùng tu vào năm 1998. Hai tháp còn lại chỉ còn lại dấu tích hiện nay. Như các bạn đã thấy thì hiện nay phía trước màn hình là chỉ còn lại cái dấu tích của hai ngọn tháp mà thôi. Yeah.
quên ngọ về làng em, đừng nơi giàu bo nghèo xưa nay. Với em không có tiền bạc, với anh em có một tấm lòng. Em với đời nghèo khó, anh ngoảnh mặt làm ngơ. Túi thân em lắm bạn tình ơi, trăm tỷ hát Bình Thạnh được phát hiện là một cái điều khá thú vị cho nền văn hóa di sản của Việt Nam và được giữ nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay. Đây. Không chỉ mang giá trị lịch sử, kiến trúc mà di tích tháp cổ Bình Thạnh còn ẩn chứa nhiều giá trị đặc biệt về đời sống văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của người xưa. Chính vì thế mà tháp cổ Bình Thạnh đã trở thành là một trong những điểm du lịch Tây Ninh ấn tượng thu hút đông đảo du khách ghé thăm để sống lại những năm tháng xa xưa, hiểu hơn về văn hóa Ốc Eo, một phần làm nên giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc ngày nay. Đình Bình Thạnh thì cái đình Bình Thạnh này được xây dựng vào năm 1995 thì sau khi mà trùng tu cái ngọn tháp kia, việc xây dựng đình Bình Thạnh nhằm phục vụ cho việc cúng đình cái cầu mong cho cái mùa màng ở cái khu vực này được bội thu hàng năm và cầu cho mưa thuận gió hòa, người dân thì làm ăn ngày càng khấm khá.